Xin chào thầy cô và tất cả các bạn. Em tên là Trần Nguyễn Ngọc Mai. Em sinh năm 2007 và em đang học lớp 11.3 của trường quốc tế Nam Mỹ. Và cũng như mọi người đã biết là em có một người chị sinh đôi tên là Trần Nguyễn Xuân Mai và học chung lớp với em luôn. Xin chào tất cả thầy cô trong trường UTS. Con tên là Trần Nguyễn Xuân Mai, học lớp 11.3. Chị em vừa xinh đẹp, học cũng giỏi nữa. Em không có thấy điểm nào để chế, nhưng mà tại vì là em bị ngại nói chuyện kiểu khen trước mặt chị em á, cho nên lúc nào em cũng chê chị em là xấu giống như anh trai em vậy á. Là người khá là bướng, với lại là con nít, tại vì là được mẹ với ba cưng hơn. Rồi chị gái, trên danh nghĩa của một người em gái này, em rất cảm ơn chị đã luôn động viên em mỗi khi mà em cần gọi là giúp đỡ hay là an ủi gì đó. Trong mắt tôi á, tôi thấy bà xinh đẹp lắm, cũng được nữa, cho nên là đừng có ngại gì hết á, với lại đừng có sợ là người ta nói này nói kia, kệ người ta đi, tôi thấy đẹp là được rồi. Với lại là cái này là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên mà tôi ghen là bà đẹp rồi, kiểu cái gì kiểu ngoài ngảo đó, nên là kiểu nhiều lúc á tôi thấy kiểu giống như là sinh ra vậy mà tôi như đàn ông vậy, tôi như con trai á, kiểu tôi không biết nữa, nhưng mà thấy bà làm tốt lắm rồi, cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ và an ủi tôi lúc buồn mà tôi không chia sẻ được cho mẹ. Tôi thấy tôi kiểu cảm ơn vì đã có một người chị như vậy. Khá là cảm động, tại vì là đó giờ 16 năm thì nói em chưa khen nhau được câu nào hết. Ý là bình thường ở nhà thì có khen mà giỡn giỡn thôi chị, cứ vậy á chị, nhưng mà lần đầu tiên nghe nó khen thì cũng cảm động, thấy rất là vui. Come and see for yourself how we grow talent with care. UTS, growing talent with care.